bạn nha. Rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của nhà. Bữa nay thì mình tiếp tục xem mở cống nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ xem cái lượt từ bên trong ra. Thường là những anh em ghe khẩm các bạn, hoặc là vỏ lãi xà lan khẩm cũng ra rất là nhiều đây. Bây giờ thì phía bên ngoài thì có một chiếc xà lan đang vô nè. Khi mà chiếc xà lan này ảnh vô xong thì bên trong bắt đầu xuất phát chạy ra nha. Đang từ từ di chuyển lên đây. Thấy còn anh tàu biển nữa các bạn, cũng đang dùng hết công lực cho mà chạy lên nè. Wow, anh này cũng khá là dài á. Trong này đây thì đang chuẩn bị thu tục dựng cống nha. Đợi cũng từ hôm qua tới hôm nay thì bắt đầu mới dựng cống đây các bạn. Trên này thì cũng có mấy chiếc vỏ nữa. Kia có chiếc tàu biển đi vô các bạn. Rồi bắt luôn. Giữ cái anh kia vượt ẩu đây các bạn. Thật sự là lúc mà ra như thế này thì rất là nguy hiểm nha. Ôi ơi, bởi nó lách kìa. Tiếp theo là anh tàu kéo khổng lồ. Anh vừa kéo chiếc tàu biển vô lúc nãy đó các bạn. Ở lắc lư hết trơn luôn kìa.
chiếc đang đi xuống cùng một lúc nha. Trên kia anh ra cháu đang ve ra, cái động cơ cũng khá là lớn luôn. Có càng dữ rồi. Dài luôn chiếc xe lan này. Trên kia nghe cháu quay 360 độ luôn rồi. Lùi dữ vậy. Mấy anh xe lan kia còn nằm im ru luôn, chưa có ra các bạn, còn rất là nhiều luôn. Đây, có hai anh đứng hai bên nha các bạn. Những chiêu liêu nhìn khá là nhột chân luôn. Như chiếc tàu sân bay gì chàng.
Được thông báo các phương tiện bên trong chưa được phép di chuyển chưa? Xin các bạn chốt phương tiện bên trong chưa được phép di chuyển theo quy định.